Bitcoin sẽ sớm đạt 35.500. Mọi người sẽ cùng update với mình trong clip ngắn này nha. Chào tất cả anh chị em. Ok, và lâu quá rồi thì mình không lên trên nền tảng của TikTok để update cho anh chị em ta về xu hướng sắp tới của Bitcoin đó. Về plan của Bitcoin thì mình vẫn đang bám khá là sát thôi. Mọi người nếu mà theo dõi những clip trước ấy, thì hiện tại mình chưa thay đổi quan điểm đâu anh chị em nhé. Nếu mà anh chị em ta xem ở ngay đầu clip ấy, thì hiện tại mình đang khá là bullish với cái chu kỳ tăng trưởng sắp tới của Bitcoin. Mọi người sẽ cùng update nhanh với mình ở trong clip ngắn đây. Chúng ta thấy rằng là những ngày vừa qua thì phút cũng khá là nhiều đến từ USDT mất back là cái đồng stablecoin có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện tại đúng không? Cũng như là liên quan đến việc xét kiện giữa Binance và Coinbase. Và gần đây thì cũng rất là nhiều động thái không được tốt đến từ sàn Binance là cái sàn top 1 hiện tại. Và chắc chắn rồi, khi mà phút lớn đến từ sàn Binance thì sẽ có lượng dòng tiền lớn được rút ra khỏi sàn. Và những nhà đầu tư ngắn hạn ấy, thì họ cũng lo sợ và họ cũng sẽ bán tháo cái lượng tài sản của mình đang nắm giữ ra. Đó là những nhà đầu tư ngắn hạn nha anh em. Còn về on-chain ấy, thì mình cũng đã gặp cho mọi người trong khoảng thời gian vừa qua rồi. Tích cực vẫn đến từ những VKboy lớn đang sở hữu nắm giữ các địa chỉ ví có Bitcoin từ 1.000 đến 10.000 Bitcoin. Họ vẫn đang gom Bitcoin ở cái vùng từ 25 đến 27.000. Và thời gian gần đây mới thấy dấu hiệu chững lại mà thôi. Nhưng mà ngày hôm qua đây nha anh chị em, gần đây nhất khoảng tầm 48 tiếng thôi, trên nền tảng Twitter của mình cũng đã update cho mọi người về cái thông tin cực kỳ là tốt đến từ thị trường. Đó là cái quỹ khổng lồ hiện tại đang có trụ sở tại New York anh chị em, quỹ quản lý tài chính đó là BlackRock. Họ đã nộp đơn Bitcoin Spot ETF và đợt này theo cái lịch sử nộp đơn ấy, thì đang là 575/1. Có nghĩa là lịch sử nộp đơn ấy, thì có 576 đơn thì đã được duyệt rồi. Vậy nên đây sẽ là một cái tín hiệu cực kỳ là tốt. Thì khả năng thôi anh em nhé, khả năng thì thời gian tới có thể được duyệt. Và mình cũng liên hệ với cả thị trường vàng trước đây. Mọi người xem thấy rằng hiện tại thị trường vàng đã có vốn hóa đó là 13.000 tỷ đô đúng không? Và trước đây vào năm 2004 đó anh em, vốn hóa thị trường vàng lúc đó khoảng tầm 1.000 tỷ. Và sau khi mà thị trường vàng được duyệt cái ETF đó thì đến năm 2023 hiện tại đây vốn hóa thị trường vàng đã lên đến là 13.000 tỷ đô la. Và nếu mà so sánh đối với cả thị trường Bitcoin thì sao? Hiện tại đây thì vốn hóa Bitcoin đang ở mức chưa được duyệt ETF nha anh chị em, thì mới ở mức vỏn vẹn khoảng tầm 500 tỷ đô la mà thôi. Và nếu mà ETF được duyệt ấy, thì cái Bitcoin chúng ta gọi là vàng 4.0 đó, mình cũng kỳ vọng nó có thể bùng nổ rất là mạnh luôn. Nếu mà so sánh với thị trường vàng, chỉ cần gọi là bằng một nửa thị trường vàng thôi thì Bitcoin cũng rất là kinh khủng rồi anh em nhé. Có nghĩa là khoảng tầm 5.000 tỷ đô đúng không anh em? 5.000 tỷ đô với vốn hóa thị trường đó, hiện tại mới 500 tỷ thôi, x10 vẫn có thể là bình thường đối với cả Bitcoin. Ok, đó là cái thông tin mọi người liên hệ một chút thôi nhé. Đó là thông tin khá là bullish đối với thị trường. Và ngày hôm qua thì Bitcoin cũng sau khi có cú giảm xuống thì cũng đã hồi phục trở lại rồi. Và bây giờ đây thì mình sẽ cập nhật nhanh cho anh em một chút về plan của mình về Bitcoin thời gian tới nhé. Hiện tại đang ở vùng 26.300. Mình nghĩ rằng Bitcoin sẽ tạo một cái đà ngắn hạn xuống đó, khả năng sẽ rút dâu xuống khoảng tầm 24.000 thôi anh em, như là mình đã nhận định trước đó. Và sâu hơn ấy, thì khả năng sẽ về 22.500, đó là một cái vùng hỗ trợ. Đây sẽ là cái vùng gọi là có thể mà có mà thôi. Và còn hiện tại mình vẫn đang giữ nguyên cái plan, đó là khả năng rút dâu về cái vùng 24.000 thôi, và sau đó thì sẽ tăng trưởng trở lại nha anh em. Còn những lệnh mà mình côn anh em chúng ta tham gia mua ở cái vùng 24.000x đến 25.000 đó anh em, thì mọi người có thể là giữ nguyên và đi xây thêm các cái nhịp giảm mình phân tích cho mọi người thôi nhé. Và cái chu kỳ tăng trưởng này thì mình kỳ vọng nếu mà Bitcoin ETF có thể được duyệt ấy, thì khả năng nó có thể breakout mạnh hơn nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng khả năng là chưa có thể là duyệt sớm như vậy đâu. Vậy nên trong khoảng thời gian năm 2023 đây thì khả năng Bitcoin sẽ có một cái chu kỳ đạo đáy và cả ăn coin như vậy thôi. Nếu mọi người muốn mua ăn coin về Bitcoin thì mọi người có thể canh trong năm 2023 và đầu năm 2024 nhé. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi mình trên nền tảng kênh TikTok của mình đó. Thì mình sẽ cập nhật cho mọi người liên tục thường xuyên về plan của Bitcoin và Altcoin nữa, để mọi người cũng có thể là xử lý tài khoản một cách an toàn hơn. Ok, và đó là cái view của mình trong một cái giai đoạn ngắn hạn sắp tới. Có nghĩa là khả năng Bitcoin sẽ có một cái nhịp đà xuống cái vùng 24.000 đó, và sau đó sẽ hồi phục lên và tiệm cận chúng ta có thể đạt được TP cao nhất ở trong cái sóng ngắn này. Đó là khoảng tầm 35.500, bởi vì trên đó sẽ có một cái vùng gap semi của Bitcoin nha anh em. Còn thời gian tới ấy, thì cũng sẽ có một kịch bản xấu là thiên nga đen đó, nhưng mà mình chưa nghĩ đến kịch bản đó ngay sau đâu, bởi vì hiện tại cá voi gom khá là nhiều đó. Thị trường có nhiều thông tin xấu, tuy nhiên có nhiều thông tin tích cực, vậy nên mình nghĩ rằng là trước khi xả sẽ có một cú boom lên đó anh chị em, tạo đà FOMO mà sau đó mới có một nhịp xả sâu xuống. Và vùng sâu ở trong cái sóng trong một cái chu kỳ sắp tới là năm 2023 và năm 2024 đó, thì một cái tham khảo đó là từ 13 đến 17.000 anh chị em nhá. Đó là một cái vùng rất là rộng anh chị em. Có nghĩa là chúng ta nếu mà mua Bitcoin giải xuống thì chúng ta chỉ mua Bitcoin và ETH thôi, thì chúng ta cũng không lo lắng quá đúng không?
từ quanh khoảng 17.000 mà mọi người giải xuống 15, 13.000 DCA ấy, thì mọi người vẫn có một vùng giá rất là ok để cho một cái chu kỳ uptrend sắp tới. Mình nghĩ rằng X10 đối với cả Bitcoin, nếu mọi người có vốn nhàn rỗi thì vẫn rất là ok luôn. Nếu mà mua được giá trung bình khoảng tầm 13-15.000 thì đối với việc Bitcoin đạt TP là 130.000, thậm chí 150.000 là không khó trong chu kỳ từ 5 đến 10 năm nữa đâu anh em nhé. Đó là thông tin về Bitcoin. Còn Ancoin thì sao? Ancoin chưa chắc đã tăng trong một cái chu kỳ tăng trưởng tiếp tục của Bitcoin đâu anh em. Có thể vốn hóa sẽ được hút vào khá là nhiều bởi vì thời gian vừa qua liên quan vụ kiện của SEC đến rất là nhiều các công ty và tập đoàn khác nhau. Vậy nên là Ancoin mọi người có thể để ý giúp mình những đồng Ancoin như là Bitcoin đầu tiên, đồng tiếp theo sẽ đồng ETH bởi vì ETH không nằm trong tầm ngắm của SEC, và hiện tại thì ETH sau hai cái đợt update ấy, thì ETH rất là bùng nổ mạnh rồi đó. Vậy nên là chúng ta có thể là để ý hai đồng Ancoin đó, khi mà giảm theo nhịp của Bitcoin thì mọi người bắt hai cái đồng Ancoin ở đầu nha anh chị em, Bitcoin và ETH, và sau Bitcoin ETH thì mọi người có thể bắt những đồng Ancoin trong hệ sinh thái của hai đồng coin này. Hôm trước mình có cho mọi người một clip trên nền tảng YouTube đó, ví dụ trong hệ sinh thái của Bitcoin thì hiện tại đang có nổi lên cái Bitcoin Ordinal đó, OD hoặc một số đồng Ancoin khác, hoặc là FTX đúng không, là một cái đồng Ancoin hiện tại đang làm về mảng FT Ordinal của Bitcoin. Và nữa đó là trong hệ sinh thái của Ethereum thì mọi người sẽ để ý đến những lớp layer 2 hiện tại đang bùng nổ khá là mạnh, mình sẽ điểm tên ví dụ như kiểu là Optimism hoặc là Arbitrum. Mình cũng nghĩ rằng sau khi mà giảm khá là nhiều thì những đồng Ancoin này cũng sẽ tạo đà tăng trưởng cho cái chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin cùng theo luôn anh em đó. Mọi người sẽ để ý rằng là hiện tại cái độ MM nào hay đẩy giá cho một số đồng Ancoin có nhiều sóng thì chúng ta có thể cân nhắc đối với những đồng Ancoin đó thời gian vừa qua mà nó bị giảm khá là nhiều đó. Ok, còn những anh em chúng ta quan tâm những đồng Ancoin khác thì mọi người sẽ comment ở dưới phần bình luận của clip nhé, mình sẽ bổ sung thêm cho mọi người ở những clip sau. Mọi người cảm thấy clip của mình hữu ích nhớ thả cho mình một like cũng như là follow nền tảng TikTok và YouTube để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em, và anh em lưu ý thông tin ở trong clip chỉ là tham khảo thôi, không được xem lời khuyên đầu tư nha.